chạy gấp mọi người ơi, chạy vào ăn đi, vào thằng ăn đi mọi người. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Thì cảm xúc hôm nay của anh em ở đây là sau một ngày mệt mỏi thì được ăn thì rất là hạnh phúc. Đúng không? Đúng. Buồn hết xấu rồi nha mọi người. Có gì ai có ai biết gỡ tỏi giùm mà không biết cách gỡ tỏi nữa. Tại bao nhiêu lâu gỡ tỏi không được. Không thể nào gỡ tỏi được. Nếu như mà có kiếp sau thì chắc chắn là Beck sẽ quen Mai. 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 Hay nhờ. Ước gì hồi mình được gặp Beck sớm hơn thì có lẽ không vui vẻ như bây giờ. Không vui vẻ như bây giờ. Dạ vâng, tuyển thủ của chúng ta ngày hôm nay và Hồ Ân đã tham gia một trận chiến rất là khốc liệt với cái gạch bóng chày. Và sau đây, Edward của gọi là thí sinh rapper Mai âm nhạc Ricky, ngôi sao mọi người ơi. Những rapper sẽ rap mọi người hai câu nói nhau mà không được ngừng lại. Oh. Miễn sao đảm bảo cái nhịp flow. Quốc ok, thử Ricky, Ricky, ai đi trước đây Ricky? Em để ba trước. Ok, Mai để ba rồi tới back là Ricky nha. Ok. Và sau đây là Mai âm nhạc, go go. Mai âm nhạc. Mai âm nhạc. Chúng ta đi ăn gì? Phở, bò, bún mà Huế ăn mì. Nếu như không đi ăn thì cái bụng bị lăn trì và cảm thấy khó khăn thì không biết nên ăn gì. Rồi có tay như lửa cho nên tiếp tục môi khô. Đây là môi sao, còn đây là ngôi mộ. Ngôi mộ, ngôi mộ. Anh nói cái gì vậy? Anh là Ricky Star. Tao không phải tiếng ngon, mọi người biết luôn rồi. Nhanh quá, nhanh quá. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa mẹ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái góc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mệnh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.